Sức mạnh của Rô với Bottle Diamond áp đảo hoàn toàn so với Rabbit. Rabbit anh bị vô hiệu hóa từ việc tấn công bằng tốc độ cho tới sử dụng khẩu pháo năng lượng. Hắn ta áp đảo Bill cho đến khi tín hiệu được gửi tới Sento. Tất cả con tin đã được giải cứu. Anh chẳng còn gì phải lo ngại sức mạnh của Rô. Khả năng của Rabbit là Rabbit vẫn bị nắm bắt. Anh sẽ làm gì đến bại Rô đây? Còn một mảnh ghép khác nằm trong sức mạnh của chiếc Bottle đôi. Tang kích hoạt tất cả những mảnh giáp đã chuyển hóa thành con thỏ và rời bỏ hình dạng của Bill. Một đội quân xe tăng mini kéo tới và tấn công Rô một cách kịch liệt. Chúng tập hợp khắp trên người Bill để tạo hình dạng Tang form. Rabbit and Rabbit thiên về tốc độ cũng như sự linh hoạt thì Tang sẽ thiên về tấn công cũng như sức phòng thủ tuyệt đối. Với những mảnh ghép và những mảnh xích xe tăng được trải dài trên phần vai, cổ tay cũng như chân của Bill, nó không còn được nằm ở bàn chân để giúp anh gia tăng tốc độ di chuyển mà được gia cố phòng thủ trên những điểm quan trọng của Bill, giúp tấn công kẻ thù và tạo lực ma sát từ phần bánh xích này để gây sát thương tối đa. Những phần bánh xích ở những vị trí khác cũng có công dụng tương tự khi khả năng tấn công lẫn phòng thủ cực kỳ cứng cáp từ phần vật liệu chế tạo nên bánh xích xe tăng. Tổng thể màu sắc vẫn là xanh cũng như những chi tiết trắng đại diện cho bánh xe tăng và những chi tiết vàng cho chúng ta biết đây là form nâng cấp cao hơn ở hình dạng cơ bản và biểu tượng Bill chạy dọc phần thân của anh. Do không phải là một chiếc xe tăng mà là một tổ đội xe tăng nên anh sẽ có rất nhiều họng pháo trên khắp cơ thể của mình. Nổi bật nhất là hai khẩu pháo trên vai. Nó không phải là hai khẩu pháo được nằm trên cổ tay mà nằm trực tiếp trên vai của Bill. Nghĩ vũ khí chính của form Tang này là một khẩu đại pháo nên anh luôn phải cầm vũ khí ở trạng thái hai tay nên hai khẩu pháo được trang bị trên vai sẽ thuận tiện cho việc chiến đấu của Bill hơn. Và ngoài việc tấn công, chúng khả năng đẩy lùi kẻ thù, hất văng chúng vào địa hình. Cũng giống như Rabbit and Rabbit có cặp tai thỏ ở phần phía sau thì anh sẽ có cặp bánh xích xe tăng được trải dài phần phía sau cơ thể. Mặc dù phần này nhìn cũng không nghệ lắm nhưng để làm form tương xứng với Rabbit and Rabbit thì mình công nhận nó cũng khá là đẹp mắt. Tấn công lẫn phòng thủ đều gần như toàn diện. Có lẽ tốc độ sẽ là điều hạn chế nhất của Tang. Và làm sao với sức mạnh của anh có khả năng phá hủy được Diamond của Ro? Đã giải bài toán này bằng khẩu Buster của mình khi nhét tất cả full 4 bottle vào và đánh bại hoàn toàn tấm lá chắn vững chắc của hắn. Anh kích hoạt đòn finish giúp Bill chuyển hóa thành một cỗ xe tăng thực thụ. Đôi chân của anh chuyển hóa thành phần hai bánh xe tăng và phần đại pháo chuyển hóa thành chiếc nòng súng khổng lồ chạy quanh người của Ro và ra hàng loạt phát bắn đại pháo cực mạnh dán vào người hắn. Mặc dù có phòng thủ từ Diamond nhưng Ro cũng bất lực vì khả năng tấn công linh hoạt cũng như sức công phá hủy diệt ăn hàng loạt phát đạn từ một khẩu xe tăng hình người. Ro đã hoàn toàn thất bại và chiến thắng đã thuộc về Bill cũng như vùng đất mà anh ta đại diện.